chúng mình xuống bóng bóng này cứ chỉ hàng chênh này ngày tìm mà phải bóng bóng khai bóng bóng mà sau mình mình gặp chỉ có khó chờ này tên phải chả ra sự tình này chăm tình nơi đồng lại mình mà tại ở vầy vầy vì cập bóng là thật nó không lâu mùi tiết bà chẳng bán sẽ cái chẳng bóng xa hạ rõ ảm bởi chứng cập bóng ta chiên đó đồng nạ ca thầm mây dừng dễ bì sẽ cái bình tĩnh sân chẳng biến thường dễ bì tật lại mình dừng cái tới ca lập là tra ca bà đồng bóng ở xa rõ âm rảnh cứ mập phây bì chân năm chân cỏ những cứ chìa ca đầm làng ở trạng phạm đọc của phụ mẹ tên cứ làng là hô đó pram chạy pram phía rồi hay mà xa mình mình ca đầm làng ở trạng phạm là hô đó xôn chạy mập phây pram bì bì ế mẹ tên mong bồn ca đầm làng ở trạng phạm bỏ xa rõ âm rảnh cứ vì mình phía lướn hay cả chỗ lướn có lướn này vì làng tăng bì xôn chạy chạy sắp phạm phía rồi mình nói thà cả làng ta ở trạng cao bản bóng cứ làng bị sôn cho chụp hẻm và đọc mặc định một bản sôn cho bản BPS hai bài bản có miền cả phù khác hai tự đồng lại mọc sát thầm mấy cứ mà phải bản BPS cả đồng lại ở trạng cao bản nước nông ngay bị sơ mình khai cả đám sơ mình ý vì cổ bông đã chỉ chụp nọt bánh hạt thôn đại xa tại miền cả sát phía bị lục phô vẻ tại tôn chụp mùi năng ở rương sức kỳ bà xa hà rõ ràng đại quạt ban thì giảm pi bánh hà inflation các lại cho này à tệ phần ná với thể lại bao bảy bảy rồi chiêng và ta quay để dương khởi cứ sự cam một biểu sẽ được cạnh được nông inflation nó cứ PC inflation đại gây rộp à tệ phần ná tam giờ này para nó cứ nơi tại các bộ đại đại thế đại chỉ chụp nào bánh hà đại bằng hai biểu sẽ được cạnh đại cấp bông tại miền bánh hà khăng nó không về nó bị chỉ chụp nào rương muối xem nhập tình kỳ cần đa xa hà rõ ảm rịch vì bố tình kỳ cần đa xa hà rõ ảm rịch những miền bánh hà trợn để nâng thời đó sẽ tiết vì bố bởi dân kết ẩm phí rõ bài ca tình này cứ gọi nơi so tình này xì bà ai phí đoàn tiết mình là phí đoàn tiết để xong khán xong khán hay rõ bài ca năn phàm phê rõ rồi có cho ca nghĩa phí đoàn tiết phí trái mì tiết để xong khán xong khán và ta là tập hiệp nơi ca đầm làng ở ta ca bà dư kinh thang bị ai ở hỏi rồi có bài nà tế như còn thời tầm lãng tiết hay phải cho một chùm mùi nâng hàn đi phây này bị bắt sẽ được cách ưu được ở bạn nào là khi nhóm chuẩn bị bắt bóng bầu khi nhóm nâng chi yếm đi thơ bị ở bậc quả đàm ăn chán nơi vi tàu khói của bậc ngay dương máu những bàn vi tàu thịt hay cả vi phía cầu viên tịch này ở vậy đây có màn dây nước thông thay này cứ tệ tôn chùm mùi nâng cả đàm là ta cả bạc nước không khai bằng bốn nhưng nước thay thì mà phây khai bằng bốn và rộp tới dương miền phê bị khai tiết các bạn giải thoát nơi trong khai thi mà phải khai bằng bốn cứ bảo bạn không ca sẽ chặt thả tá cua tại tầm láng rồi các bạn nào để xa tập tân ở đây nơi ca can láng sẽ được cách miền trầm tại khai bằng mũi để đại hai ta sẽ được cách lo hoặc khi bị nắng cứ mình miền phía bờ xa thế mình miền phía chuột chay hay rương mũi tiết đài thì này kia cần hạ và ra cháy nó cứ ca thôi ở miền ca chuyên đâu là lôi được lá tràn chân ca chuyên đâu này lôi được lá nó cứ việc lẽ tăng tầm lái thay lẽ tăng được lá đại thôi ở miền và chẳng bán những việc mình tầm một hai ca ta lưu đề lãng đôi những dây chẳng một bốn biệt thận được trong rừng pi để xa ta phẹt còn nơi pi tây miệt tiết đại có thử rốt từ và tôi phải đặt rốt đồng bày tầm lẽ nữa tại phần ná và ta phải chẳng bán nước sẽ từ cái giờ bao giờ hạ rõ ảm rỉnh miệng phi rung cơ rung cơ hay rốt tăng pi ở đồng lại tế rốt tăng pi inflation miền hạ tại phần ná đại gặp bông tài cho nóng và tay bị thận được trong dạng phía quế rồi tăng kỳ rồi bài ca càng nghĩa tôi bay vì mình bị thốn và tại vì mình cả cặp mình thôi trả hay dừng rồi tăng kỳ bạn nó không thể đi kia bỏ cột nó có vì mình phải hà đây chứ là cái khơi tha là tập hiệp này ca làm là lấy được tạo là nó cứ bị chất ở tớ thua ở miếng ca chuyên đồ là tịch đấy nè vì dấu cái bài trả lời cô dấu bài là bỏ thần kỳ cần hà đây là cái xâm lăng khơi anh ấy cứ cho ca vì phía ca xâm lăng khơi chứ nè cái vì phía tha xa rõ ảm rích nâng chạp đàm phút ca tầm là tra ca bạc dạy bê bằng bụi khái rồi có bằng bốn khái rồi có bốn khái môn ca cắt bằng thoi à tra ca bạc mộng huynh tra sân ba thân địa sẽ tự kết rõ xa rõ ảm rích đâm các ba cho nhưng xa rõ ảm rích nâng phu miền hạ bạc ca tầm là ứng miền hạ tục ngoài à tra ca bạc nâng nâng dạy bê dũ tờ bốn tờ bằng bụi khái thì cứ rõ trăng bị khái bằng bốn tới hay ca cắt à tra ca bạc nâng vì ạch thư nâng ngay khai thì bấy cho năm 2024 và tại person bà mình miền bài hà thế giả rõ ảm rịnh nâng tục ở tệ phần ná tục ở tạc áp rã ở khu vô dự dạ bê phạm 4 khai
ពីព្រោះការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចខ្ញុំជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងគឺរដ្ឋប្រមូលលុយយកទៅទុកតាមរយៈអ្នកដែលគេចង់បានការប្រាក់នឹងលក់បាត់បំណុលផ្សេងៗយកទៅទុកហើយវាធ្វើឲ្យការចាយវាយហើយរដ្ឋបិទជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងកម្ចីធ្វើឲ្យតំណែងថោកជាងលុយប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋប្រមូលយកលុយទៅទុកហើយរដ្ឋបិទនៅប្រាក់កម្ចីនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហា SME ឬក៏អ្នករកស៊ីទុយទុយនោះក៏ប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ហើយក៏មិនអាចបន្តទៅមុខទៀតតកតងជាមួយនឹងហើយបើសិនក៏ខ្ចីលុនក៏អត់បានអញ្ចឹងអត្រាបាត់បង់ការងារនឹងវាបង្កើនហើយមនុស្សចាយលុយតិចដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូននេះនិយាយធូរទេអញ្ចឹងប្រសិនយើងឃើញថាអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែជាចំណោទបញ្ហាហើយដែលគេកំពុងតែគិតហើយសម្រាប់លុយដុល្លារនោះក៏វាមិនបានឡើងថ្លៃទៅតាមនឹងទីដែរហើយឥទ្ធិពលនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏មិនមានបន្តទៀតដែរនេះជាអ្វីដែលឃើញថាតម្លៃមាសយើងចូលដល់តម្លៃមាសណាចូលដល់តម្លៃមាសវិញគឺវានឹងប្រែប្រួលទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារគេឃើញនៅ policy មានតែគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ហើយដូចខ្ញុំជំរាប1 2 4 5អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើតិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរបៀងប្រមាណខែនេះមិនល្អទេមានឡើងបន្តទៀតយើងកម្រយើងគិតថាមានចុះនៅក្នុងខែនេះប៉ុន្តែដោយសារតែគោលការណ៍នៃការដំណើរអត្រាការប្រាក់នឹងវាលឿនពេករហូតដល់អស់ធម៌ពលនៃការដំឡើងហើយនៅសល់ពីត្រីមាសទៀតដែលខ្លួនត្រូវដំឡើងហើយនឹងហូតការប្រាក់ទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាធ្វើឲ្យតម្លៃដុល្លារនឹងប្រាជ័យមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ 239.4 ដុល្លារក្នុងមួយជីជាតម្លៃខ្ពស់តែម្ដងតែការវិភាគយើងជារួមបងប្អូនយើងវិភាគថាមាសគួរតែធ្លាក់ចុះមកបន្តិចសិនហើយព្រឹកនេះយើងឃើញថាមាសធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្ទាប់ពីឡើងកប់មិនសើមវិញវាឡើងរហូតដល់ក្បែរ1975មានថា1975អោននៅក្នុងដុល្លារលើធ្លាក់សម1970និងមុននឹងវាឡើងមិនសើមមិនសើមវិញគេថាវាត្រូវធ្លាក់មកតម្លៃ1930 1940ឬ1920ទើបវាឡើងរហូតដល់2000ដុល្លារនៅក្នុងអោនឬក៏1980អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាផ្ទុយនឹងវាបែកយកហក់ឡើងដោយសារតែទំនោរសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំមើលថ្ងៃនេះបន្តិចថាវាមានការប្រែប្រួលបែបណាឬក៏វាទៅផ្ទុះទៅមុខទៀតបច្ចុប្បន្នតកតងជាមួយនឹងតម្លៃមាសវានឹងប្រែប្រួលវាលែងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាផ្អែកទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលនឹងកើតមកឡើងវិញនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនហើយយើងនឹងព្យាយាម detail នៅវីដេអូនៅបើសិនថ្ងៃនេះតន់ឬក៏ថ្ងៃស្អែកយើងនឹង detail ជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា